Xin chào anh em đã quay trở lại Thinh View. Thì vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm nay, tại Mỹ, Samsung đã tổ chức một cái sự kiện để ra mắt những cái sản phẩm mới của mình. Đùa anh em tí thế. Và hôm qua thì cả team của mình cũng đã thức đến sáng để theo dõi trọn vẹn sự kiện. Và sáng nay tức tốc phi ngay lên văn phòng, còn chưa kịp cạo râu cơ, buồn ngủ nữa. Anh em thông cảm nhé, để hôm nay có thể cập nhật và chia sẻ với anh em những thông tin mới nhất luôn. Thì như anh em đã biết đi, những cái sản phẩm mà được Samsung giới thiệu đấy, như bộ Galaxy S mới thì nó cũng đã càn lộ gần hết những thông tin trên Internet trước ngày ra mắt rồi. Nên kiểu hôm qua anh em ngồi xem nhưng cũng không quá háo hức như ngày xưa nữa. Nhớ ngày xưa hồi ra mắt S6, S6X phải gọi là háo hức mong chờ thông tin thì rất là ít đấy, kiểu như thế. Nhưng mà không sao, thì hôm nay mình cũng sẽ tổng hợp lại cho anh em bốn cái điểm mình nghĩ là nổi bật và thú vị ngày hôm qua trong cái sự kiện của Samsung. Anh em cùng xem nhé. Vâng, cái mẫu điện thoại màn hình gập của Samsung thì đã được hãng tiết lộ vào cuối năm 2018 cơ. Một giây phút tiết lộ rất là ngắn ngủi và gây khó chịu cho người dùng. Đó là CEO ở trên sân khấu đã rút nó ra, chỉ trưng được tầm vài ba giây xong lại cất đi. Và đến ngày hôm nay, ngay dưới ánh đèn sân khấu tại San Francisco, thì cái mẫu điện thoại màn hình gập Galaxy Fold đã chính thức trình diễn trước chúng ta. Và mình nghĩ đây có lẽ là cái sản phẩm nổi bật nhất ngày hôm qua. Và nó cũng được Samsung đưa ra giới thiệu ngay đầu sự kiện luôn. Thì đây, như bình thường chúng ta sẽ có một mẫu điện thoại 4.6 inch. Và khi chúng ta mở ra thì nó sẽ trở thành một chiếc máy tính bảng lên đến 7.3 inch. Với những ứng dụng vẫn có thể sử dụng như khi ở chế độ điện thoại luôn. Samsung gọi đấy là cái ứng dụng liên tục. Đấy, cái tên gọi như thế. Và khi ở chế độ máy tính bảng thì chúng ta có thể chạy đa nhiệm 3 ứng dụng cùng một lúc. Rất là tiện lợi luôn, đúng không nào? Và một điểm chú ý nữa đó là khi anh em mở ra thì nó sẽ có một cái phần khuyết ở góc màn hình. Thì cái này cũng không gọi là tai thỏ được, nó cũng khá to cơ. Mình gọi là sừng tê giác đi, đúng không? Kiểu như thế. Ngoài ra thì nó còn một đường chia ở giữa hai màn hình nữa. Nhưng mà mình cũng không rõ là khi trên tay nó có rõ ràng không. Chứ hôm qua khi xem live stream ở đấy thì thực sự là mình cảm thấy nó không đáng ngại cho lắm. Và ok, lướt qua một chút cấu hình của mẫu điện thoại này. Chúng ta sẽ có là 12GB RAM, 512GB bộ nhớ trong và hai viên pin dung lượng lên đến 4380mAh. Và chúng ta sẽ có tận 6 camera cơ. Và giá bán của nó thì chắc chắn không hề rẻ rồi. Khởi điểm của nó lên đến 1980 đô cơ. Và mình nghĩ rằng thì cái mức giá này hiện tại nó cũng là hợp lý cho một cái sản phẩm gần như là bắt đầu một cái xu thế mới của điện thoại. Có thể anh em nói rằng năm ngoái thì có chiếc FlexPe, nhưng mà chiếc điện thoại đấy là mẫu màn hình gập, nhưng kiểu các ứng dụng nó vẫn chưa thực sự mượt cho lắm. Còn như hôm qua chiếc Galaxy Fold thì những cái ứng dụng mà được trình diễn ở đấy gần như nó đã cũng đang được hoàn thiện dần và tối ưu hơn rất nhiều rồi. Và như anh em thấy thì cái thiết kế điện thoại thời gian gần đây nó gần như đang rất là trì trệ. Và các hãng thì gần như đang tiến dần đến cái giới hạn vật lý để có thể làm với một chiếc màn hình điện thoại. Nên cái giải pháp mới và để có thể đột phá hơn thì chính là một cái màn hình có thể gập được như mẫu điện thoại mà Samsung vừa mới giới thiệu đây. Và mình nghĩ rằng thời gian đầu có thể mọi người sẽ e dè và có thể chưa quyết định mua mẫu điện thoại này. Nhưng mà nó sẽ là cái thiết kế của điện thoại trong tương lai và trong thời gian tới. Và mình đang rất mong chờ là cái mẫu điện thoại này nó sẽ kết hợp với cây bút S Pen nữa thì gọi là bá cháy luôn. Và vẫn như những thế hệ trước, Samsung tiếp tục nói không với tai thỏ. Good job, mình thích điều này. Và năm nay chúng ta sẽ có đến tận 4 chiếc Galaxy S. Đó là Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus và chiếc Galaxy S10 5G. Thì chúng ta hãy cùng nghe qua một chút thông số đầy đủ về 4 cái mẫu điện thoại này mà mình đã tổng kết ở đây. Ở bảng thông số này chúng ta có thể thấy rằng là chỉ có chiếc S10e là sử dụng màn hình phẳng. Còn lại 3 mẫu còn lại nó sẽ đều có màn hình cong. Cả 4 mẫu này nó sẽ đều sử dụng chung con chip Snapdragon 855 hoặc là Exynos 9820 tùy vào thị trường. Còn tùy chọn RAM cũng như bộ nhớ trong thì sẽ tùy từng mẫu riêng và camera các thứ cũng vậy. Và tất nhiên cả 4 mẫu này đều xuất xưởng với Android 9.0 và One UI mới nhất. Và vừa rồi là cái bảng chi tiết những thông số của 4 mẫu Galaxy S mới nhất của Samsung. Anh em thấy thế nào? Thì năm nay chính là cái năm kỷ niệm 10 năm ra mắt cái dòng Galaxy S của Samsung. Và với thế hệ thứ 10 thì chúng ta sẽ có thiết kế đẹp bóng bẩy hơn nhiều so với những thế hệ trước. Viền màn hình mỏng hơn bao giờ hết và Samsung đã đục lỗ trên màn hình. Và tất nhiên vẫn nói không với tai thỏ. Thì không chỉ đưa camera xuống dưới màn hình mà cảm biến vân tay bây giờ Samsung cũng đã đưa xuống dưới màn hình và gọi nó là cái công nghệ Ultrasonic. Thì về cái công nghệ này khi mà mình có cái sản phẩm trên tay thì sẽ nói rõ hơn với anh em. Nhưng mà nhìn cái cách giới thiệu Samsung thì nó cũng
khá là ngon, hoạt động rất là ngon nghe. Và với việc đó thì bây giờ mặt sau của Galaxy S nó sẽ chỉ còn cụm camera mà thôi, giúp cho thiết kế mặt sau nó thanh thoát hơn rất nhiều và cũng tránh cái tình trạng đó là làm bẩn camera như ngày xưa, khi đơn giản như trên chiếc Note 9 hay S9 Plus cũng thế, nhiều lúc chúng ta đưa cái ngón tay lên để chạm vào cỏ mấy vân tay thì chạm nhầm ấy, làm bẩn mất cái camera ở đây. Camera của Galaxy S năm nay cũng được Samsung giới thiệu là hỗ trợ sâu AI như trên Pixel của Google, và cả 4 mẫu Galaxy S đều được trang bị camera góc siêu rộng, giúp anh em chụp lại những bức hình tương tự như góc nhìn của mắt thật là 123 độ, nhưng mà chất lượng nó tốt hơn rất nhiều so với cái bộ đôi A7 A9 năm ngoái nhé. Và một cái tính năng mới năm nay đó chính là cái khả năng có thể sạc ngược lại cho những thiết bị khác của những chiếc Galaxy S, nhưng mà mình cũng không biết là thực sự nó có hữu dụng hay không, vì như trên chiếc Mate 20 Pro thì nó gọi là thêm vào cho nó vui thôi, chứ thực sự để ứng dụng thì nó cũng không ngon cho lắm. Và một điểm mới năm nay đó là Samsung đã thêm hai tùy chọn cho bộ đôi sản phẩm của mình, đó là chính là chiếc Galaxy S10e có giá thấp nhất và chiếc Galaxy S10 5G. S10e sẽ là phiên bản rẻ nhất hướng tới đối tượng thích màn hình nhỏ nhưng mà vẫn cần một hiệu năng cao, thì nó đã được lực bớt một số tính năng, ví dụ như mặt sau nó sẽ chỉ còn camera kép mà thôi. Còn S10 5G sẽ là cái phiên bản với option cao nhất, chúng ta sẽ có tận 4 camera ở mặt sau và 2 camera ở mặt trước, có nghĩa tổng cộng là lên đến 6 camera, cùng với kích thước màn hình của nó cũng lớn nhất luôn, và tất nhiên là nó hỗ trợ cái công nghệ mạng mới nhất đó chính là 5G. Và như mình đã nói ở đầu video, đó là những cái thông tin về chiếc Galaxy S năm nay thì nó đã được càn lộ trước sự kiện rồi, nên kiểu hôm qua cũng không quá là hào hứng hay là háo hức mong chờ nữa. Và một cái nữa là kiểu mình nghĩ đây là một cái sản phẩm kỷ niệm 10 năm thì sẽ có một cái gì đấy nó thực sự nổi bật. Nhưng mà thì anh em xem đấy, là những cái chiếc Galaxy S năm nay nó rất là đẹp, kể cả chiếc S10e rẻ nhất cũng thế, kiểu nhìn rất là đẹp, rất là ngon, nhưng mà nó không có một cái điểm gì nó thực sự nổi bật lên hẳn. Và mình cảm giác kiểu ngày hôm qua là những cái sản phẩm Galaxy S như kiểu để làm nền để tôn lên cho chiếc điện thoại màn hình gập Galaxy Fold ấy, kiểu thế. Vâng, đây là một cái điểm nổi bật mà không thể nào không nhắc đến tại sự kiện ngày hôm qua, đúng không? Thì Samsung đang rất chú ý tới những người dùng thích quay phim chụp ảnh và những người làm phim nghiệp dư, khi mà tại sự kiện hôm qua Samsung đã thông báo rằng họ đã hợp tác với Adobe để đưa cái phần mềm Adobe Premiere Rush ấy, một cái phần mềm dựng video mà thông tin về phần mềm này anh em có thể xem lại trên web ThinkView nhé. Trên thì nó đã có sẵn trên iOS nhưng mà trên Android thì kiểu vẫn đang mong chờ không biết đến bây giờ. Thì bây giờ S10 sẽ là chiếc điện thoại Android đầu tiên có phần mềm đấy. Với phần mềm này thì những anh em thích quay phim chụp ảnh bây giờ có thể chỉnh sửa video, chỉnh màu, làm tiêu đề, bla bla các thể loại ngay trên điện thoại luôn. Thực sự những anh em nào làm vlog các thứ thì đây sẽ là một điểm cộng cực kỳ lớn, đúng nào? Và cũng tại sự kiện hôm qua thì Samsung còn mời tới người đứng đầu của Instagram. Chắc anh em ai cũng dùng đúng không? Chắc chắn rồi, Hưng Khúc Việt các thứ ở ThinkView toàn lên app đấy, soi gái xinh. Thì hôm qua người đứng đầu của Insta cũng đã lên và giới thiệu về cái chế độ Insta Mode ở trong camera của S10. Có nghĩa là nó đã được tích hợp sẵn rồi, bây giờ anh em có thể bật ngay trên cái camera của S10 luôn để chụp, và sau đấy có thể thêm nhãn dán rồi bla bla các thể loại và up trực tiếp lên story hoặc lên newsfeed của Insta luôn. Nhưng mà có một điều đó là hôm qua lúc mà ông Adam gì gì đấy của Insta lên và xong mời CEO của Samsung để selfie một bức xong up lên bằng cái chế độ đấy, nhưng mà hình như là chưa được hoàn thiện sao ấy, vì không thấy khoe lên. Mình chỉ thấy là ông ấy bảo I hope bla bla, kiểu tôi hy vọng là nó sẽ ok ấy. Và ngoài ra Samsung cũng đã nói rằng họ đã hợp tác làm việc với cả Snap và Line và những cái phần mềm khác để có thể cải thiện cái chất lượng ảnh chụp của những phần mềm đấy trên S10. Có thể thấy rằng Samsung đang rất chú ý đến cái thói quen của người dùng. Và điểm sáng cuối cùng ngày hôm qua, nhưng không có nghĩa là nó không quan trọng, đó chính là Samsung đã giới thiệu những cái thiết bị đeo tay mới của mình, đó là chiếc Galaxy Watch Active và chiếc Galaxy Fit. Thì mình tỉnh ngủ luôn khi mà đến cái phần này, bởi vì hai thiết bị mới này có mức giá khá là ngon luôn. Như chiếc Galaxy Watch Active nó chỉ có mức giá là 199 đô, hay là chiếc Galaxy Fit chỉ là 99 đô mà thôi, giá nó rẻ hơn hai thiết bị đeo tay năm ngoái rất nhiều. Và tất nhiên nó sẽ bị lược bỏ đi một số tính năng, ví dụ như Galaxy Watch thì không còn cái vòng xoay đặc trưng nữa, và cả hai thiết bị này thì nó cũng sẽ không có cái tính năng đo huyết áp. Nhưng không sao, nó vẫn có đầy đủ những tính năng của một thiết bị đeo sức khỏe, như là đo nhịp tim rồi đo giấc ngủ các thứ bla bla. Tất nhiên vẫn có khả năng chống nước nữa. Và thực sự thì hai thiết bị năm nay nó cũng khá là đẹp, mình nhìn khá là ngon nghẻ luôn. Và Hưng Khúc thì đã mua Apple Watch Series 4, còn mình thì nghèo hơn nên chắc là cũng sẽ cân nhắc để
kiếm một em Galaxy Watch Active về để trải nghiệm xem như thế nào. Và tất nhiên sau đó sẽ có video cho anh em luôn. Và ngoài ra thì Samsung cũng đã giới thiệu cái mẫu tai nghe True Wireless mới nhất của mình. Và nó bây giờ thì đã được hỗ trợ tích hợp cái Bixby hay là Bixby gì đấy của Samsung, mình không biết đọc như thế nào cho nó chính xác. Và mình hy vọng rằng là năm nay thì với mẫu tai nghe này, Samsung sẽ chú trọng nhiều hơn về chất lượng âm thanh, chứ không phải là chú trọng quá nhiều vào tính năng giống như chiếc Gear Iconic mà mình đã trải nghiệm được ra mắt vào năm ngoái. Còn video trên kênh KingView anh em có thể xem lại nhé. Và ok, vừa rồi là 4 điểm nổi bật trong sự kiện tại Mỹ của Samsung ngày hôm nay. Và nhắc đến Mỹ thì mình lại nhớ đến một cái sản phẩm laptop gaming đang rất hot, đó chính là chiếc HP Pavilion Gaming 15. Thì nó là laptop nhập khẩu Mỹ luôn, và hiện tại bên cửa hàng ThinkPro thì đang có cái kèo đó là đặt trước thì được giảm đến tận 500.000. Quá là ngon, thông tin chi tiết mình sẽ để ở phần mô tả video nhé. Anh em có thể vào mà xem luôn. Đấy là tiện nên mình nhắc anh em thôi. Còn về cái sự kiện của Samsung thì anh em cảm thấy nó như thế nào? Những sản phẩm mới ra làm sao? Cùng comment thảo luận ở dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin phép chào anh em và mình đi ngủ phát. Hôm qua thức trọn này, hôm nay cày nữa, buồn ngủ quá. Nhưng mà trước khi đi thì cũng nhắc anh em là đừng quên like này, cũng như subscribe kênh để theo dõi video tiếp theo của ThinkView nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.